Để làm cái món cốm dẹp này á thì mình cần hai gói cốm dẹp, một lon nước dừa 400 ml, một gói dừa bào, mè, đậu phộng, một ít hai muỗng đường và một ít muối. Đây là hai cái gói cốm dẹp, mỗi gói 200 g. Cốm dẹp này của hiệu Thuyền Rồng, 1 đồng 49 một gói, hình như là của Việt Nam. Ừ, đúng rồi, của Việt Nam. Gói 200 g chứ làm ra được có chút xíu à. Ngoài cái màu trắng này ra thì họ cũng có bán cái màu xanh, thì nhìn màu xanh giống như lá dứa đẹp nhưng thực ra là màu không, mình thấy ăn màu trắng thì cũng được rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra, mình không có rửa nha, tại rửa nó sẽ bị nhão. Mình lấy ra mình sảy sơ, mình nhặt những cái cho nó bụi dơ nó ra đó. Mình thấy cái loại này nó cũng sạch, nhìn thấy nó cũng sạch. Cũng không có bụi bao nhiêu hết. Bây giờ mình sẽ đi nấu nước dừa với lại đường. Mình sẽ dùng hết một lon nước dừa này. Mình nấu cho đường và muối nó tan. Lon nước dừa này là 400 ml. Mình nấu cho sôi chín lên ha. Sôi ở đây tùy theo cái khẩu vị của các bạn mà các bạn bỏ đường. Ở đây mình bỏ 2 muỗng đường, mình không có muốn ăn ngọt lắm, và một tí muối. Mình dùng một cái tô hay một cái thố gì có cái mặt trắng nó lớn để mình dễ trộn á. Cái món này thì mình chỉ trộn nước dừa là ăn liền, cho nên cái nước dừa mình phải nấu cho nó sôi lên, để nước dừa nó nguội xuống một tí, còn khoảng 70 độ hoặc 80 độ C thì mình bắt đầu trộn. Nếu mà nóng quá thì dễ làm cho cốm dẹp nó bị nhão á. Mà 77 được rồi, 76, 77 rồi, được rồi. Mình sẽ rưới từ từ từng muỗng nha. Rồi mình trộn. Đây là cái dừa bào đông lạnh. Thì nếu như mà mình làm hết nguyên một gói một phao á thì càng tốt, nhưng mà ở đây nhà mình còn có nửa gói nè, mình còn nửa gói nè. Mình sẽ bắt nước sôi để mình trụng. Thường thì người ta ăn ngay nhưng mà mình ngại, mình có vấn đề bao tử cho nên mình ngại mình làm cho nó chín. Mình trụng qua nước nóng rồi mình đổ ra cho nó ráo.
Như vậy là với một lon nước dừa mình chế vô mình thấy nó còn dư lại 50 nè. Tổng cộng là 350. 350 ml, nhưng mà cũng tùy theo nha, cũng tùy theo, nhiều khi cốm mới cốm cũ khác, các bạn cứ nấu một lon là mình canh từ từ. Bây giờ mình chế vô luôn cũng được, nhưng mà mình thích ăn nó ráo ráo chứ không có thích ăn nó nhão lắm. Bây giờ mình chế dừa vô, mình đổ dừa vô mình trộn. Phần này mình làm thêm, mình hướng dẫn cái cách ăn cho mình, gửi clip cho mấy cái bạn của mình không phải là người Việt Nam á, chỉ người ta ăn như thế nào. Mình có thể bỏ vào cái zip lock như thế này rồi bóp lại, cho cái này vô. Ngon lắm các bạn ơi, mình bóc một bịch mình ăn thử, nó không nhão mà cũng không khô, nó vừa đủ. Mình thích cái như thế này nè, mình thích nó rời rời vậy nè, nhưng mà không quá rời. Bỏ 2 muỗng đường thì đối khẩu vị mình thấy vừa đủ rồi. Nếu mà bạn nào muốn ngọt hơn á thì bỏ thêm đường, nhưng mình thấy 2 muỗng là đủ. Như vậy nói tóm lại là với hai cái gói cốm dẹp, hai gói cốm dẹp mỗi gói 200 g thì mình dùng 300 ml nước dừa, 350 ml nước dừa. Mình nấu 400 dư lại 50. Và các bạn nhớ đổ từ 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 để mình thăm dò. Sau khi đổ 350 rồi á thì mình để đó, mình coi nó ở như thế nào, thì sau đó mình để 50 phút mình thấy nó nở là vừa luôn á. Ngon luôn. Ngon quá.